Xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không ạ? Hôm nay á mình muốn quay một clip làm về một món nước giải khát, đó là nha đam đường phèn hạt chia. Nhưng mà hồi nãy á đứng ở trong nhà định quay mà nóng quá chịu không có nổi. Bây giờ mở một máy á càng mở nó càng nóng cho nên đi ra ngoài này luôn. Đây là ngoài vườn phía sau nhà mình nè. Rất là mát nha, mát lắm luôn á. Có gió một chút xíu á thì nó sẽ đỡ nắng, với lại đỡ hầm hực á. Ở trong nhà nắng quá chịu không nổi luôn, cho nên á mình nghĩ ra một món nước giải khát là nấu với nha đam đường phèn hạt chia với lá dứa nhà mình có. Hôm nay á được nha đam ngon thì lại ngon, cho nên á mình quay clip thôi, chứ cái món này cũng dễ chứ không có gì phức tạp á. Cái bạn gái của mình á ở nhà mình cũng có thể dễ dàng làm cho gia đình mình uống, để trong tủ lạnh đó, uống nó rất là ngon luôn mà thanh mát, không có sợ mập luôn đó nha. Mát không muốn ngồi ngoài này luôn. Bây giờ mình sẽ vô mình chế biến nha đam. Và các bạn nếu mình có quay á mà nó bị rung lắc cái máy á, các bạn cũng thông cảm cho mình đi, thì cầm cái máy á, nó không thể nào mà giữ thăng bằng được, cho nên đừng có comment là tại sao bạn cầm cái máy rung lắc quá xem nhức đầu nha. Nha đam mẹ mua hôm nay á to vậy nè, cái này á, nấu thịt nha đam nó mới nhiều. Trước khi mà mình nấu á mình nhớ rửa nha đam cái vỏ ngoài rồi mình hãy sơ chế rồi mình hãy nấu. Tại vì cái lúc mình cắt á, để tránh trường hợp mà cái nha đam á, nó cát nó sẽ rơi vào phần thịt. Thành ra mình hãy rửa sơ sơ, rửa sơ sơ cái nha đam cho nó sạch. Rồi mình hãy bắt đầu mình bát cái phần thịt của nó nha. Cái phần ngọn này nè mình đâu có lấy được đâu, tại vì mình chỉ lấy được cái khúc này thôi nè, này lúc này thôi. Mình nhớ mình rửa cho sạch nha. Các bạn cẩn thận cái phần gai nha đam này nó đâm. Cái phần nào dập thì mình bỏ. Cái món này vô cùng đơn giản luôn, nhưng mà uống nó sẽ bị ghiền luôn á nè. Sau khi mình rửa sạch á, cái nước nha đam á mình sẽ cắt chanh, cái này là chanh. Mình nặng hết vô. Tại vì cái phần nha đam này hôm nay của mình nó hơi bị nhiều á. Cho nên mình dùng nước nó hơi nhiều một xíu. Nhớ để thêm muối nữa nha các bạn, cho nha đam nó bớt cái nhớt á. Vớt cái vỏ nó ra, lười quá quên. Mình vừa cắt mình vừa ngâm để tiết kiệm được cái thời gian xíu. Cái này mình cắt cái khúc như vậy nè, cắt bỏ này luôn. Sau đó mình sẽ cắt hai bên hông này. Đối với mình á, mình cắt nó hơi bị sâu chút xíu để cho nó sạch cái phần vỏ ở phía ngoài á, ăn nó sẽ không bị gọi là gì, bị rát lưỡi á. Xong ha, mình sẽ cắt gì nữa nè, đó. Chẻ cho mình ra thì nha đam này thịt với kè thịt. Xong mình mới gọt vỏ nè. Các bạn nhớ gọt nó, cho nó sạch thì sạch. Các bạn nhìn kỹ nè. Món này cũng dễ làm thôi, nhưng mà do hôm nay thấy nha đam nó ngon quá nên sẵn quay lên cho các bạn xem.
Đối với mình thì mình gọt gì nè. Làm món này hơi cực. Cực cái phần gọt này nó hơi lâu thôi. Đây mình bỏ phần thịt nó rất là nhiều nè. Còn cái phần này mình vừa làm mình vừa cắt như vậy luôn nè. Cắt hạt lựu nha các bạn. Mẹ mình thích ăn nha đam cho nên mình để cái phần nha đam á nó hơi to to chút xíu. Sự tích của cái món này là do có người cho nha đam. Rồi á mẹ không biết làm gì hết trơn á cho nên mình nói thôi để mình nấu cái món này cho mẹ uống. Mẹ uống xong á mẹ với ba nó ngon quá. Uống quá trời uống luôn. Uống xong cái một ngày đẹp trời cái mẹ mình nói sao mẹ thấy mẹ uống nha đam đường phèn này mẹ thấy mập. Mình mới thắc mắc nói ủa đó giờ mẹ có ốm đâu mà mẹ nói mẹ mập. Xong cái mẹ nói mai mốt mẹ không uống nữa đâu. Nhưng mà không biết sao hôm nay mẹ đi lại đi chợ á mua cho một đống nha đam về mẹ kêu làm cho mẹ uống nữa đi. Mình cũng hết nói nổi mẹ mình luôn. Cái này gọi là nha đam tình yêu nè. Cắt ngắn một xíu thì gọt nó sẽ nhanh hơn. Sau đó mình sẽ cắt về. Mình làm xong, mình nấu xong mình bỏ trong chai nước suối. Mình bỏ trong tủ lạnh uống. Các bạn cứ tiếp tục mình làm như vậy nha. Nhớ mình nặng chanh, nặng muối vô trong thau. Rồi mình hả tiến hành mình gọt nha đam nha. Sau khi mà mình đã rửa sạch nha đam rồi á thì mình bắt cái nồi nước lên. Nồi nước này á thì không biết bao nhiêu nữa, mình chỉ để đại chắc tầm 3 lít quá. Nếu mà các bạn muốn nấu nước nhiều hơn nữa thì mình cứ nấu ha, tùy theo định lượng của từng gia đình mà mình muốn uống như thế nào thôi ha. Bây giờ để nước cho nó sôi rồi mình sẽ để lá dứa vào. Nước nó gần sôi mình bắt đầu mình bỏ lá dứa vào. Lá dứa mình cuộn nó lại vậy nè. Xong rồi mình bỏ nó vô mình để lửa nhỏ nhỏ thôi. Để cho nó ra cái mùi thơm của lá dứa các bạn. Bây giờ cái lá dứa mình nó đã thơm rồi thì mình sẽ cho đường phèn vào. Cái đường phèn này là tùy theo cái lượng uống ngọt hay lạc của nhà mình mà mình để nha. Cái này không có cái định lượng sẵn cho các bạn. Rồi xong sau đó mình cứ để gì đi, mình không có khuấy đâu. Nó cũng sẽ tan ra nha các bạn. Rồi mình sẽ tiếp tục mình cho nha đam vào. Đầy tràn luôn. Nha đam này mình nấu khoảng tầm 10 phút thôi. Rồi mình sẽ tắt bếp nha. Nha đam mình đã chín rồi nè. Các bạn nhìn cái thịt nha đam á, mà nó trong lại là nó chín. Nhớ nha đam á, mình rửa nhiều nước cho nó bớt nhớt lại. Mà đừng có rửa nó sạch nhớt quá. Tại cái nhớt nha đam này á, mình ăn nó rất là tốt cho sức khỏe.
Rồi sau đó mình sẽ thêm hạt chia vào. Cái hạt chia này tùy theo cái lượng nhà mình muốn ăn nhiều ít thì mình để ha. Để hết luôn. Mình rất là thích uống hạt chia vì nó rất là tốt. Khuấy cho nó đều lên. Thơm mùi lá dứa quá trời luôn. Để cho nó nguội á, mình bỏ cái lá dứa này đi rồi mình hả để vô trong chai, mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh mình uống dần nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Xin chào.